Minh được Tử Vi Hoan Hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con Giáp thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm Canh Tý. Ngày này là ngày ất mão tháng Mậu Tý năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ Kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỷ giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cao Trận, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tức, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thìn lao, giờ Đinh Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành Nin Mệnh, Đại Khê Thủy, ngày Ất Mão, tức Can Chi Tương Đồng, thuộc Mộc, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Đại Khê Thủy, Kỵ Tuổi, kỷ Dậu, Đinh Dậu, ngày thuộc hành Thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỵ dậu đinh dậu tân mùi tân sửu tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn xấu mọi việc sao thiên lại xấu mọi việc sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao thụ tử xấu mọi việc trừ săn bắt là tốt sao địa tặc xấu đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ xuất hành sao lục bất thành xấu đối với xây dựng sao nguyệt hình xấu mọi việc vai hướng xuất hành tốt trong ngày Hị Thần hướng Tây Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 quân giáp thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên Mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tý trong ngày này đang có được báo hiệu bạn gặp được vận may khá chi là lớn về tiền bạc trong ngày. Ngày này đối với bà tuổi Tý á đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối cho bạn thần tài mang theo tài lộc lớn đến tận nhà cho bạn ngày hôm nay. Và với bà tuổi Tý đang có được cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ chờ bạn đưa tay ra nắm bắt là sẽ có thể thay đổi được vận mệnh của cuộc đời mình. Tài năng là điều không ai không thể phủ nhận bạn, nhưng cái gì cũng vậy đều cần phải có cơ hội thì mới có thể tỏa sáng được do đó với bạn mệnh tuổi Tý đừng có bỏ qua cơ hội lần này và bạn cần phải tỉnh táo khi cơ hội đến bên mình bạn cần phải nhanh tay đốn lấy rồi bạn sẽ nằm trong những côn giáp thành công rực rỡ trong năm 2021 này tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với ba tuổi Tý bạn lại đang gặp ngày của ngũ hành kim mộc xung khắc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày hôm nay không suôn sỉ có quá nhiều trở ngại phía trước đang ngăn cản hai bạn đến với nhau tình yêu vẫn ngập tràn trong tim bạn buồn chán và suy nghĩ không thông nhưng vẫn chưa tìm ra được cách để giải quyết vấn đề về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tình cảm không được như mong đợi đôi lứa cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề của chính mình tử vi tuổi bính tý thuộc thủy công danh sáng lạn gặt hái được nhiều thành công rực rỡ tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tài năng xuất chúng bạn hãy biết nắm bắt cơ hội để vươn lên tầm cao mới tử vi tuổi canh tý thuộc thổ thần tài trợ mệnh công việc làm ăn thu về lợi nhuận lớn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc may mắn ngập tràn, mọi sự như ý nên tranh thủ cơ hội này để phát triển tối đa năng lực của bản thân mình. Và đánh giá của ba tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân tuổi tỵ từ vi tuổi sửu thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh dẫn đường sôi lối cho bạn cho nên công danh và sự nghiệp của bạn mệnh tuổi sửu đang lên như diều gặp gió bạn mệnh có được nhiều ý tưởng và không ngừng suy nghĩ tìm tòi sáng tạo để có thể giúp cho công việc của mình ngày càng phát triển thuận lợi hơn đó chính là lý do cấp trên chọn bạn để làm người đứng đầu chèo lái con thuyền đối với bạn tuổi xỉu, bạn đã vất vả bao lâu nay và giờ là lúc mà hoa thơm trái ngọt đến ngày thu hoạch tất cả đều là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà bản thân bạn đã bỏ ra từ trước tới giờ có điều xét về mối quan hệ ngộ hành tương xung tương khắc thì trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu bạn lại đang gặp ngày có thổ mộc tương xung với bạn tuổi Sửu lại không được may mắn trong cái chuyện tình cảm chua lắm và bạn cứ mãi chờ đợi một bóng hình xa xôi không biết khi nào mới trở về đó có lẽ là vật cản trên con đường tìm kiếm hạnh phúc tìm cho mình một nửa để yêu thương của bạn nhiều khi ta cứ mãi mê tìm kiếm tình yêu ở những nơi xa xôi mà không chịu nhìn xung quanh mình. Bạn cần phải tỉnh táo để biết mình đang có điều gì, mình cần gì trong hiện tại và mong muốn gì trong tương lai. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim, công việc tín trị tốt đẹp, khả năng suy nghĩ thấu đáo, thích nghi nhanh nhạy, giúp cho bạn dễ đạt được thành công. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, thừa nhận khuyết điểm, tích cực sửa sai, vận mệnh sẽ cải biến tốt và hứa hẹn có một tương lai tươi sáng. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, có được sự thông minh, nhạy biến, giúp cho bản mệnh dễ dàng chạm tới đỉnh của thành công. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, đừng có mộng tưởng xa vời và bủa quên hạnh phúc hiện tại ngay ở bên cạnh mình. Vài từ về tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, kiên nhận trong giao tiếp, cẩn trọng trong công việc, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện Mạo dần tương hội dự báo cho bạn tuổi dần trong ngày hôm nay đang được vận quý nhân giúp đỡ cho nên vận trình sự nghiệp của bạn có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Những lúc khúc mắc trong công việc trước đó đã được tháo gỡ nút thắt và con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi dần lại thẳng tín như chưa từng có trở ngại gì. Quý nhân giúp đỡ với bạn tuổi dần rất nhiều trong công việc và tìm ra nút thắt giải quyết đúng đắn mọi vấn đề nhờ sự tỉnh táo và lý trí của mình. Bạn mệnh tuổi dần đã có được lựa chọn chính xác, công việc cũng thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, với bà tuổi dần trong ngày này lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Vì vậy, bạn lại đang có điểm báo vận thế về tài lộc của bạn đang lầm nguy dù đã để ra cho mình được một khoản kha khá nhưng bạn lại có phần rụt rè không dám mạnh tay với những chuyện liên quan tới tiền bạc cơ hội đến ngay trước mắt nhưng bạn lại để nó vụt qua mất vai tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy hăng hái nhiệt tình được mọi người yêu mến mọi việc luôn gặp may mắn tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa quý nhân đồng hành giúp cho bạn mệnh dễ dàng vượt qua được khó khăn kiếp nạn tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ nên mạnh dạn đầu tư kiếm lời để tiền địa ra tiền tương lai sẽ giàu có sung túc tử vi tuổi canh dần thuộc mộc dành thời gian chăm sóc cho bản thân tận hưởng thú vui của cuộc sống từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên chú ý vận động nhẹ nhàng tránh để ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mình và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tốt tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi mão á cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão trong ngày này đang có điểm báo gặp ngày có mộc khí vượng, cái điều này ảnh hưởng khá chi là lớn tới sức khỏe của bạn, đặc biệt là bạn rất dễ mắc bệnh liên quan tới gan thận bạn mệnh cần phải chú ý nhiều hơn tới các vấn đề ăn uống nghỉ ngơi bởi chính thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể gây ra cho chúng ta nhiều căn bệnh không thể lường trước được may mắn với bạn tuổi mạo trong ngày thứ năm này là bạn đang có được thiên tài trợ mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn lại có được báo hiệu khởi sắc rõ rệt bạn làm ăn kinh doanh buôn bán vô cùng là suôn sẻ thuận lợi, đi đâu cũng gặp được người tốt giúp đỡ. Và trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi mão, ngày này, bạn mệnh còn có khả năng ký kết được những hợp đồng làm ăn mới, dự báo sẽ liêm lại cho bạn nhiều lợi nhuận trong tương lai, đủ để cho bạn tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh hơn nữa. Trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương, những bạn làm ở văn phòng thì có được cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ. Và khoảng thời gian vừa qua với bạn tuổi mạo đã vất vả vì công việc mà bạn làm hoàn toàn vì tinh thần trách nhiệm nhưng cấp trên sẽ ghi nhận và kiên thưởng kịp thời những cố gắng cống hiến của bạn. Về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy, chân thành, bao dung, đối xử tốt với mọi người, ai ai cũng yêu mến. Từ vi tuổi Đinh Mão thuộc họ con đường công danh, tài lộc được vượng sắc, hứa hẹn một ngày, mua may, bán đắt, tài lộc rụng rỉnh. Từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, đường tình hanh thông, tình cảm thăng hoa, vợ chồng nồng nàn, say đắm. Từ vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, chú ý đến sức khỏe, duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Từ vi tuổi quý mão, thuộc kim, thần may mắn sôi đường dẫn lối, mọi việc đều được thuận buồm xuôi gió. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn Cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện Mạo thìn tương hại, đây là điềm báo làm cho bạn mệnh tuổi thìn sẽ phải đau đầu, mệt mỏi vì chuyện gia đình. Mâu thuẫn lục đục đã có từ lâu, ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy và hôm nay bùng phát thành một đám cháy lớn. Chẳng có gia đình nào là hạnh phúc 365 ngày mà không nảy sinh bất kỳ chuyện gì cả. Bát đũa cũng có lúc quằn sâu lệch, va chạm với nhau vì thế chuyện mâu thuẫn trong gia đình là không có gì là bất thường cả. vấn đề cần phải nhận thức ở đây là khi mâu thuẫn chúng ta đối mặt giải quyết vấn đề như thế nào, xử lý mâu thuẫn ra làm sao để hợp tình hợp lý mà giữ được hạnh phúc bền lâu và với bạn mệnh tuổi thìn nên cần phải bình tĩnh xem xét và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất để không ai bị tổn thương bù lại trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh cho nên với bạn tuổi thìn đang có được cơ hội thăng quan tín chức nâng cao địa vị của mình tài năng và những gì mà bạn mệnh tuổi thìn thể hiện là hoàn toàn thuyết phục mọi người bạn chẳng những có thể đảm nhiệm được tốt công việc của mình mà còn có thể giúp đỡ cho cả tập thể cùng đi lên nữa vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ có được cơ hội thăng quan tín chức ngay trong tầm tay bạn hãy biết nắm bắt tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ đang có điểm báo lục đục trong gia đình khiến cho bản thân khó có thể tập trung trong công việc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nhìn nhận mọi chuyện ở một tâm thế lạc quan nhất, bạn sẽ tìm thấy được cách giải quyết đúng đắn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim đang có điểm báo cãi cọ là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống gia đình. Quan trọng là đôi bên nhận nhịn và bao dung cho nhau để cùng vun vén cho hạnh phúc gia đình. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nhìn thấy được động lực để cố gắng hứa hẹn thành công trong tương lai sẽ đến với bạn. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có mộc họa tương sinh cái điều này đem đến cho bà tuổi tỵ đang có được báo hiệu đào hoa nở rộ con đường tình duyên của bạn được rộng mở thanh thang và hôm nay là thời điểm khá chi là thích hợp để cho những anh chàng và cô nàng đang còn độc thân bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương và bạn hãy dũng cảm thổ lộ lòng mình thà thất bại một lần còn hơn là cứ chôn giấu mãi mãi ở trong lòng tuy nhiên trong cái vận trình ngày này đối với bà tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày của chính quan dáng thế sự bảo thủ và cứng nhắc thiếu thiếu quyết đoán trở thành điểm yếu của bạn tuổi tỵ cái điều này khiến cho công việc của bạn lại gặp khá nhiều bất lợi. Và với bạn tuổi tỵ khi cần tín lên thì với bạn lại do dự, đứng in một chỗ, khi cần lùi thì bạn mệnh lại băng băng tín lên. Đã có rất nhiều lần như vậy vì điểm yếu này của bạn mà gây ra nhiều sai lầm, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc cũng như là tiền đồ của bản thân. Vì vậy, với bạn tuổi tỵ bạn hãy tập cho mình thối quyên, quyết đoán và dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm nữa. Cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ nếu như bạn không tự tin và quyết đoán dám làm theo những suy nghĩ của mình thì sẽ mãi đứng ở ngã ba đường, không tín cũng chẳng lùi, kéo theo đó là con đường tương lai của bạn cũng rất chi là mập mờ. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa vận đào hoa nở rộ có khả năng tìm được một nửa phù hợp với mình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ chứng minh được năng lực khẳng định vị thế của bản thân, đừng có lúc nào cũng do dự. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, công việc dễ gặp khó khăn bởi sự bảo thủ và cứng nhắc của bản thân bạn. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, cân nhắc trong việc chi tiêu thật hợp lý, tránh bạ đau vung tiền đó. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, nắm bắt được cơ hội thành công trong tầm với. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi sửu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ chua chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tý ngọ mạo dậu cho nên bạn tuổi ngọ đang có điểm báo phá tài trong ngày hôm nay khi mà tiền bạc trong nhà có nguy cơ đội nốn ra đi do đó với bạn tuổi Ngọa Nếu như có kế hoạch đầu tư mạo hiểm thì tốt nhất là bạn nên tạm dừng lại để xem xét kỹ càng về mức độ khả thi và thành công trong tương lai chớ có mạo hiểm mà khiến to đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình một đi không quay trở lại và khi hợp tác làm ăn với bạn tuổi Ngọa bạn nên nhớ là chọn người tin cậy được đó có thể là người thành công có tiếng nhưng phải là một người có uy tín. Sự thành công của cuộc hợp tác phụ thuộc vào nhiều yếu tố, lợi nhuận thu về cũng vậy. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi ngọ, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy được với bà tuổi ngọ có được sự năng động và nhiệt tình là điểm cộng cho bạn. Tuy nhiên, bạn tử ngọ có được tài năng nhưng lại bị động, không chịu tìm tòi sáng tạo cho nên rất dễ bị tụt lùi giữa thời buổi, mọi thứ phát triển như vụ bão thế này. Và với bạn tử ngọ, bạn hãy luôn làm mới mình, nâng cao năng lực và kiến thức của bản thân mình để theo kịp bước tín của thời đại. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, cân bằng chi tiêu cũng như là đầu tư kinh doanh hợp lý tránh để tiền bạc thất thoát vô ích. Từ vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, tính toán, xem xét kỹ lưỡng mọi vấn đề trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Từ vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, chọn bạn mà chơi, đừng vì những lời ngon ngọt mà kết giao bừa bãi, dễ bị ám hại sau lưng. Từ vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, luôn làm mới mình, nâng cao năng lực và kiến thức của bản thân để theo kịp với bước tiến của thời đại. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, chủ động trong mọi chuyện là yếu tố quan trọng đảm bảo được sự thành thành công trong tương lai của bạn. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhất phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này đem lại cho bạn tuổi mùi có được niềm say mê buôn bán trong công việc rất chi là thuận lợi giúp cho bạn nằm trong những con giáp kinh doanh làm ăn càng ngày càng phát triển và với bà tuổi mùi nhờ việc giữ được uy tín là hàng đầu cho nên việc kinh doanh của bản mệnh càng ngày càng phát triển chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là những điểm mạnh khiến cho hiệu quả của bạn tuổi mùi được nổi bật lên đem lại doanh thu cao cho bàn tuy nhiên dưới sự tác động của thiên ấn chiếu mệnh trong ngày hôm nay với bạn tuổi mùi lại đang có điểm báo gặp nhiều trắc trở về con đường tình cảm. Và với bạn tuổi mùi, bạn không dội thể hiện cảm xúc của mình, không biết cách để người khác cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm, mặc dù trong thâm tâm của bạn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu tình yêu không hoàn toàn dựa vào lời nói mà cũng có thể thể hiện qua hành động nữa. Vì vậy, nếu như bạn tuổi mùi thấy quá khó khăn để nói ra lòng mình thì hãy thể hiện tình cảm của mình qua những hành động quan tâm, chăm sóc mỗi ngày. Đó là điều cần thiết để duy trì được tình yêu bền vững. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc kim, kinh doanh phát đạt, thu về nhiều lợi nhuận. Từ vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, chú ý lời ăn tiếng nói, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Từ vi tuổi kỵ mùi, thuộc họ, tình cảm không được như ý muốn, tinh thần bị xuống dốc. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, nếu có thể, hãy cứ nói ra cho nhẹ lòng, đừng có cố giấu dím mà làm gì. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, nhờ sáng suốt với những quyết định của bản thân, cho nên công việc của bạn luôn suôn sẻ được như ý muốn. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho nên với bà tuổi thân cần phải quan tâm hơn tới công việc của mình vì có nhiều chi tiết của bạn đang bị bỏ qua và bạn mệnh tử thân cũng đừng có tiết lộ bí mật cho đồng nghiệp xung quanh để tránh trường hợp bị vạ lây vì lòng đố kỵ của người khác. Và với bạn tử thân, hãy suy nghĩ trước khi hành động hay là làm việc gì đó trong ngày hôm nay. Không phải tất cả những gì mà bạn đang thấy trước mắt đều là sự thật. Việc sắp xếp và lên kế hoạch làm việc kỹ càng sẽ giúp cho bạn dễ dàng quản lý và hoàn thành được công việc mà không bổ sót bất cứ thứ gì. Trong ngày này đối với bạn tuổi thân, cái chuyện tình cảm của bạn vẫn chưa có nhiều chuyển biến tốt đẹp khi bạn đang gặp ngày có kim mộc xung khác. Đang có điểm báo có những mâu thuẫn lên đỉnh điểm Hai bạn chán nản và chẳng muốn buồn nói chuyện với nhau Chiến tranh lạnh bùng nổ mang theo hơi lạnh Liên lụi trong trái tim của hai người với bạn tuổi thân, bạn cũng đừng để cho tình trạng này kéo dài quá lâu. Bạn hãy kết thúc nó trước khi hơi lạnh bao trùm, khiến cho đôi con tim trở nên lạnh giá. Tình yêu có thể sự ấm trái tim, xua tan đi giá băng trong đêm lạnh giá. Chỉ cần quản yêu thương, tại sao chúng ta không bao dung hơn và thông cảm cho nhau, cứ chấp nhặt để làm gì khi ta biết người ấy không thực sự có ý muốn làm tổn thương mình vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tình cảm gặp trục trặc đôi bên dễ bùng nổ những mâu thuẫn từ những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa chú ý tiểu tiết tránh bộ qua mà gây sai sót trong công việc từ vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, chiến tranh lạnh bao trùm khiến cho đôi quân tim trở nên lạnh giá, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa nhau. Từ vi tuổi canh thân, thuộc mộc, hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động hay là làm một việc gì đó, bởi không phải tất cả những điều trước mắt bạn đều là sự thật. Từ vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, sắp xếp và lên kế hoạch làm việc kỹ càng sẽ giúp cho bạn dễ dàng quản lý và hoàn thành được công việc. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày Dậu Mạo tương xung cái điều này cho thấy với bà tuổi Dậu đang có điểm báo chuyện tình cảm của bạn dễ gặp phải trục trặc do cãi vã bất đồng quan điểm của hai bên thế sự vô thường chẳng ai lường trước tương lai sẽ ra sao và hôm nay đối với bà tuổi dậu còn yêu nhau say đắm nhưng ngày mai lại nhìn nhau lạnh lùng như hai người xa lạ và tình cảm là thứ khó nắm bắt vì vậy với bạn tuổi dậu bạn đừng quên đó là chuyện quá nặng nề tình hợp tan tình đến rồi lại đi người không ở lại cạnh ta thì không phải là định mệnh và dù thế nào đi nữa với bạn tuổi dậu bạn hãy nối nói rõ mọi chuyện với nhau cả hai cùng nói rõ lòng mình để cho tình yêu quyết định chuyện tương lai bù lại trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dậu bạn lại đang gặp ngày của tỷ kim giận đường trị lối cho nên công việc của bạn tuổi dậu đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp vận mệnh nằm ở trong tay bạn vững vàng tự tin vào quyết định mọi thứ kiên tâm bền chí với những gì mình đang theo đuổi với bạn tuổi dậu bạn tự tin rằng mình có thể làm được không ngừng sáng tạo không ngừng cố gắng không ngừng phấn đấu để giành được thứ mà mình mong muốn với tinh thần ấy bạn sẽ chinh phục được tất cả về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy công việc tiến triển thuận lợi mọi khó khăn đều dễ dàng vượt qua từ vi tuổi đinh dậu thuộc họ chuyện tình cảm dễ gặp phải trục trặc do cãi vã, bất đồng quan điểm của đối bên. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ không ngừng sáng tạo, không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu, thành công sẽ mỉm cười với bạn. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc, tình cảm là thứ khó nắm bắt. Cho nên, đừng có níu kéo những thứ không thuộc về mình. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, duy trì thái độ sống lạc quan, tích cực, mọi chuyện đều sẽ được hanh thông. Về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tuất thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên gia đình khi bạn đang gặp được ngày có cục diện tuất mạo nhị hợp cho nên gia đình là nơi yêu thương bắt đầu và không bao giờ kết thúc. Điều đó là hoàn toàn đúng với bản tốt. bạn tuổi Tuất. Bạn quan trọng gia đình và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho hạnh phúc của gia đình mình. Và xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cho rằng mình đang sở hữu hạnh phúc quý giá nhường nào và bảo vệ nó như con ngươi của mắt mình. Bạn cố gắng hết mình trong công việc để có thể đem lại những thứ tốt đẹp nhất cho người mà mình yêu thương. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp được ngày cố chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang đến những tín hiệu tốt trên con đường công danh sự nghiệp của tốt, bạn tuổi Tuất. Bạn mệnh cùng những trải nghiệm quá khứ sẽ giúp cho bạn vượt qua được những nỗi lo âu thường trực ở trong lòng. Và với bạn tuổi Tuất, bạn vẫn có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ và bạn nên biết tận dụng sự hỗ trợ này. Tìm kiếm người mà mình tin tưởng để được giúp đỡ là điều mà bạn nên làm vào thời gian này. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc Hỏa có được trải nghiệm sẽ đem lại những bài học quý giá để trưởng thành hơn. Từ vi tuổi Bính Tuất thuộc Thổ, tình cảm được hài hòa, gia đạo yên ấm, hạnh phúc. Từ vi tuổi Mậu Tuất thuộc Thổ, nhận được sự giúp đỡ kịp thời và bình an thoát kiếp nạn. Từ vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, gia đình là nơi bình yên nhất. Bạn nên dành thời gian quan tâm đến tổ ấm của mình nhiều hơn. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy nên biết tận dụng sự hỗ trợ từ mọi người để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm Năm sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên cái chuyện tình cảm của bà tuổi hợi đang có được báo hiệu được khởi sắc rực rỡ giúp cho bạn mệnh có được cơ duyên gặp được người trong mộng bao tháng ngày chờ đợi không hề hoài phí và với bà tuổi hợi đã thấy trái tim mình rung động và bạn cũng đừng có để cho hạnh phúc vụt qua tầm tay, bạn cần phải giữ nó lại ở bên mình. Tuy nhiên, trong ngày này đối với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có thương quan ngáng đường, khiến cho cái chuyện làm ăn kinh doanh với bạn lại không gặp được may mắn như vậy. Kế hoạch không diễn ra như dự tính của bạn, khiến cho bạn phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mới ổn định. Và những lúc như vậy, với bà tuổi hợi, bạn mệnh nên giữ sự tỉnh táo để giải quyết vấn đề, hậu quả sẽ được giảm xuống mức thấp nhất với bạn. Trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi, bạn cũng nên ghi nhớ một điều rằng vấp ngã và thất bại là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này. Vì vậy, bạn hãy lấy đó làm bài học cho mình và cố gắng bồi dưỡng năng lực cũng như là tinh thần của mình được tốt hơn để có thể giải quyết được vấn đề nhanh chóng và hiệu quả hơn. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc hỏa vận đào hoa răng lối hạnh phúc trong tầm tay và bạn hãy biết giữ lại bên mình. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ chuyện làm ăn kinh doanh của bạn đang gặp nhiều cản trở nên bình tĩnh tìm cách giải quyết. Từ vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc tình duy nở rõ dễ gặp được người thương tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nhiệt tình có trách nhiệm đường công danh rộng mở tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy vấp ngã và thất bại là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này vì vậy bạn hãy dụng cảm đối mặt và vượt qua nó và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.